Cái nhà ơi, thì mình rất là may mắn là mình gặp được thầy, đó là chắc là trụ trì hay Không, là thầy là thầy Hưng Tuệ, thầy Hưng Tuệ, phó trụ trì ở đây. phó trụ trì và Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2022. Hiện tại bây giờ mình đang ở ấp Huỳnh Ký, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Thì nơi đây cách thành phố Bạc Liêu chắc khoảng chừng là trên dưới 50 km đó nha. Trong buổi trưa ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà về một ngôi chùa có tên là Quan Âm Đông Hải ở tại tỉnh Sóc Trăng. Thì đây là một cái ngôi chùa mới được xây dựng trong thời gian gần đây, mà hôm nay mình muốn chia sẻ với cả nhà về một cái địa điểm này để cho cả nhà có thể là nếu mà có đi ngang Sóc Trăng thì có thể là có lựa chọn ha. Thì đây là chùa Quan Âm Đông Hải. Theo như mình được biết thì chùa Quan Âm Đông Hải này được xây dựng khởi công từ năm 2018, tức là coi như cũng 4 năm nay rồi. Thì không biết là bây giờ là chùa đã xây dựng xong hay chưa. Nhưng mà chúng ta từ đường này chúng ta chạy vô khoảng 1,5 km ha. Đó, theo như cái bảng chỉ dẫn là 1.500 m thì chúng ta sẽ tới chùa Quan Âm Đông Hải. Mình chưa biết chùa Quan Âm Đông Hải như thế nào, nhưng mà mình nghe Quan Âm Đông Hải thì chắc chắn là mẹ Quan Âm sẽ hướng về phía đông, ở tại biển, ở khu vực Sóc Trăng đây, đúng không ạ? Thì đây là tuyến đường mà chúng ta đi đến mẹ Quan Âm Đông Hải. Khi nào gần tới thì mình sẽ chia sẻ với cái nhà tiếp ha. Bây giờ chạy vô thì cũng còn hơn cây số nữa, cũng khá là dài. Giờ rồi mình cũng muốn chia sẻ với cái nhà về một thông tin này, là cái đường mà chúng ta sẽ vào Quan Âm Đông Hải tại tỉnh Sóc Trăng, chúng ta sẽ cùng ghé một cái đến là một cái khu du lịch có tên là khu du lịch Hồ Bể. Đó, thì chúng ta sẽ quẹo trái như vậy ha. Nhưng mà chúng ta thì trong cái clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với cái nhà về Quan Âm Đông Hải, thành ra là chúng ta chưa có đi xuống dưới, nhưng mà chút xíu nữa thì sau cái clip này mình sẽ chia sẻ với cái nhà về cái điểm du lịch sinh thái Hồ Bể này nha, ở tại ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, tỉnh Sóc Trăng. Cái nhà đợi mình tí cho mình xem chùa ở đâu đó. Dạ, cảm ơn chị. Vậy là chính xác là cái đường mà chúng ta sẽ xuống chỗ khu du lịch Hồ Bể luôn nha cả nhà. Thì đây cũng là mẹ Quan Âm Đông Hải cũng là ở trong đây. Vậy là một cái điểm du lịch tâm linh. Kèm theo đó là một cái khu mà tắm biển dành cho người dân, thì là nằm cùng ở một chỗ ha, là mẹ Nam Hải và khu du lịch Hồ Bể. Mình thấy theo cái công trình bây giờ thì chắc có lẽ là mẹ Nam Hải vẫn đang được xây dựng thêm thì phải. Rồi, chính xác ở đây là chúng ta thấy có một cái bảng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quan Âm Đông Hải. Vậy là đây là cổng tam quan nha các nhà, nhưng thời điểm này thì vẫn chưa có làm xong. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thấy một công trình cùng một cột ở bên đây nè. Rồi, chúng ta chạy vào đây. Wow. Khi mà chúng ta vô thì chúng ta sẽ thấy được cái điểm đặc trưng đầu tiên nè cả nhà. Điểm nhấn đầu tiên nè. Đây là linh vật 12 con giáp, nhưng mà hình như là đã hóa thân được thành người đó cả nhà. Điểm này là điểm đặc biệt đầu tiên mà mình thấy nè. Này thì chắc phải mình phải để xe đâu đó rồi quay chia sẻ chi tiết cho cả nhà hơn nha. Ồ, hoa nó nở nè cả nhà. Qua 10 giờ được trồng hai bên ha, một bên vàng, một bên đỏ. Ồ, khá là ấn tượng về mẹ Quan Âm Đông Hải ở Sóc Trăng luôn rồi đó. Bây giờ công trình đang xây dựng thì ra cái đường chạy nó hơi khó anh tí nha.
nó khá là sình đó, khá là trơn ha, nước ngập trời mưa. Rồi chắc có lẽ đây là nhà xe nè. Rồi mình sẽ gửi xe vào trong đây nha. Rồi sau đó là đây là nhà vệ sinh. Sau đó là chúng ta hãy cùng đi tham quan mẹ Quan Âm Đông Hải. Ôi quá trời lớn luôn. Ủa không phải, đây không phải nhà xe. Dạ rồi cả nhà ơi, thì mình rất là may mắn là mình gặp được thầy. Đó là chắc là trụ trì không, thầy là thầy Hưng Tuệ. Thầy Hưng Tuệ là phó trụ trì ở đây. Phó trụ trì và về chùa. Thì trước tiên thì con cũng chia sẻ với thầy, con là Khương Nhật Minh. Con là YouTuber đến từ Vĩnh Long. Thì hôm nay có duyên với chùa của mình, thành ra là con đi ngang đây, con cũng muốn chia sẻ về chùa Quan Âm Đông Hải để chia sẻ cho anh chị em, cô chú bác ở trong và ngoài nước được biết tới. Dạ, thì cũng đầu tiên là rất là may mắn được gặp thầy ngay chỗ mà để xe ngoài này, chỗ quán nước nè. Đó, thành ra là thấy thầy cũng rất là dễ thương, thân thiện. Thì thầy có thể chia sẻ với con vài nét về cái công trình chùa của mình đang được xây dựng không ạ? Dạ. Thì công trình của chùa mình thì đầu tiên mà khi mà bước vào á, thì dạ, chúng ta thấy được đây là cái cổng. Dạ. Cái cổng của chùa dạ, được thiết kế dạ, theo cái văn hóa của người Khmer. Khmer. Dạ. Tại vì cái vùng đất của mình ở đây á, là về mặt dân số á, dân số người dạ, Khmer á, dạ, người đồng bào Khmer của là chiếm đông nhất. Dạ, đông nhất. Sau đó đến người Hoa. Người Hoa. Rồi đến mới đến là người Kinh. Người Kinh. Thì dạ, vì cái đặc điểm về dân số như vậy dạ, cho nên cái chùa của mình dạ, được thiết kế các cái công trình hạng mục nó cũng mang cái văn hóa của ba dân tộc. Ba dân tộc. Vậy là kết hợp giữa Khmer, Việt Nam và nước nào nữa thầy? Hoa. Hoa luôn. Dạ. Tại vì cái nguồn gốc người ở đây á, dạ, dân số là như vậy. Dạ. Thì cái cổng này mình sẽ, đây là cái sườn thôi, mới cái sườn, cái dạ, sườn. Sau này là có đang xin giấy phép cho nhóm nghệ nhân của Indo. Indo. Ừ, dạ. Về đây để lắp ráp. Dạ. Này là bằng đá. Đá Java. Này là đá Java thầy. Rồi dạ, cái nhóm nghệ nhân đó sẽ về rồi sẽ lắp ráp cái các cái đá này lên. Dạ. Vậy là cái cổng của mình là theo văn hóa của Phật giáo người Khmer. Đúng rồi, tại dạ, vì có thể hình dung, có thể hình dung cái cổng này nó giống như bên chỗ Angkor Wat vậy đó. Angkor Wat. Dạ. Dạ. Thì các cái họa tiết rồi. Dạ. Trời ơi, cái cục đá này quá trời nặng luôn. Đúng rồi. Dạ. Thì người ta sẽ ráp lên, ráp từng cái khối này lên thành hình thành nên cái cổng. Dạ. Đây. Cái diện tích của chùa của mình là dự tính xây dựng là bao nhiêu tổng hecta tổng thầy, diện tích của chùa là gần 18 hecta. 18 hecta. Wow. Gần 18. Dạ, gần nó 18. Nó 17.000 mấy trăm. 17.000 mấy trăm mét vuông hen. Dạ, so ra là quá chịu động rồi thầy. Dạ. Khi mà chúng ta vô cổng thì chúng ta sẽ tới cái khu vực nào hả thầy hả? Thì khi mà đi vô cổng á, thì dạ, chúng ta sẽ bắt gặp ở hai bên. Dạ. Đó là các cái biểu tượng về đặc trưng nhất á, là 12 con giáp. 12 con giáp. Dạ. Đây. 12 con giáp này con thấy có một cái điều nó khác biệt so với những chỗ khác, là hình như là 12 con giáp này là toàn bộ là đều có hình dáng của con người của chúng ta đúng không thầy? Thì cái đây là mang tính chất là biểu tượng. Biểu tượng. Vì như vừa rồi có nói là cái chùa của mình là nó các công trình hạng mục nó được làm theo cái ba văn hóa đó. Dạ. Thì 12 con giáp này dạ, là theo văn hóa của người Hoa. Văn hóa của người Hoa. Dạ. Tại vì có một cái đặc điểm mà mình có thể nhìn vào để thấy rõ nét nhất là ở đây là con mèo là con, mèo, con thỏ. Con mèo là con thỏ. Dạ. Trong văn hóa của người Hoa thì 12 con giáp thì không có con, không có con mèo. Dạ, đúng nó rồi, là con thỏ. Theo người Hoa là 12 con giáp không có con mèo mà chuyển là thành con thỏ. Dạ. Ở đây là em thấy cũng rất là hay là thầy nhập những cái loại hoa về để trồng ở cái khuôn viên này đúng không ạ? Dạ. Mà sao thầy có thể phân biệt được cái hoa
hoa 10 giờ đỏ với vàng mà chúng ta trồng không có trộn lẫn với nhau hay vậy thầy? Là tức là khi mà mình mua á, mua giống, mua á, là mình có yêu cầu. Dạ, ai mình yêu cầu? Tức là khi người ta bán là người ta cũng trộn nhiều màu lại với nhau. Dạ đúng. Nhưng mà thường tọa trụ trì là thường tọa Thích Nhật Từ á, là dạ, sư phụ thầy đấy. Dạ. Thì muốn mình trồng mọi thứ nó theo từng mảng. Dạ. Từng mảng, từng mảng, mảng màu như vậy thì nó sẽ nổi bật và nó sẽ đẹp hơn. À dạ. Cho nên khi mình mua về thì người ta cũng đã tách ra cho mình rồi. Dạ. Tuy nhiên cũng có một số ít nó trộn lẫn như này. Dạ đúng mình rồi. Mình sẽ lựa lại. À mình lựa lại lần nữa. Lựa lại lần nữa. Dạ. Sau khi mà nó nở hoa thì mình mới lựa được đúng không ạ? Ừ. Dạ. Thì bên này là 12 con giáp. Dạ. Thì cái này là văn hóa dân gian. Văn hóa dân bên gian. Bên này thì sau này dạ, chùa cũng đã đặt và sắp tới sẽ chuyển về sẽ một cái dãy bên này đối xứng lại á. Dạ. Là 18 vị La Hán. À dạ. Ừ, 18 vị La Hán. Vậy là 18 vị La Hán là sẽ dãy bên này. Sẽ phía bên này. Dạ. Giống như là một bên là cái Phật giáo, một bên là văn hóa nhân gian bản địa ở đây. À, à dạ, quá hay luôn, trời quá ý nghĩa. Dạ. Vậy là coi như là cái kể từ lúc mà mình đặt nền móng xây dựng là từ năm mấy thầy ha? Khi mà mình được chính quyền cho phép về dạ, đây để tiến hành xây dựng là 2018. 2018. Ừ. Dạ. Nhưng mà sau đó thì trải qua việc xin phép, cấp phép rồi dạ, bổ nhiệm rồi sang lớp mặt bằng rồi đó. Dạ. Thì đến khoảng 2020 thì các nhà thầu mới tiến hành dạ, xây dựng. Đây là xây dựng từ 2020 ừ, tới hôm nay là 2022, vậy là 2 năm rồi thầy hả? Đúng rồi. Vậy là 2 năm là chúng ta hoàn thành được những cái hạng mục nào rồi thầy? À, thì cái chính là hoàn thành được hai tòa nhà. Hai tòa nhà. Hai tòa nhà. Dạ. Tòa nhà đó mình có một đích gì ở sử dụng hai tòa nhà này thì khi mà như thế nào? Khánh thành tòa nhà đầu tiên á, dạ, thì chùa đã sử dụng nó vào việc làm bệnh viện dã chiến. À, lúc đó còn dịch đấy. Quá ý nghĩa luôn. À, dạ. Bệnh viện dã chiến dạ, của thị xã Vĩnh Châu. Vĩnh Châu. À, thì dạ, trong quá trình đó thì cũng điều trị lành bệnh được cho 410 bệnh nhân. 410 bệnh nhân. Ừ. Dạ. Thì trong quá trình điều trị thì chùa hỗ trợ về mặt thiết bị vật tư rồi ăn uống là chùa hỗ trợ hết. Dạ đúng rồi, trời quá vậy là quá quý luôn rồi. Dạ. Trong khoảng thời gian mà dịch mà giúp được đại chúng vậy là quá. Ừ. Dạ. Thì sau khi mà tổ chức làm bệnh viện dã chiến thì lành bệnh hết rồi thì giải thể xong thì chùa tiến hành là tổ chức khóa tu. Dạ. Khóa tu thì cũng khóa tu đã từng tổ chức khóa tu An Lạc. Khóa tu An Lạc. Khóa tu An Lạc, một tuần An Lạc. Dạ. Khóa tu xuất gia gieo duyên. À, dạ, rồi, xuất gia gieo duyên. Khóa tu cái khóa lễ hội Quan Âm Đông Hải vào ngày vía của Bồ Tát Quan Âm. À dạ. À, vậy là rồi, vừa qua đúng không thầy? Trước đó nữa. À trước đó nữa. Còn vừa rồi thì có tổ chức khóa tu xuất gia báo hiếu. Xuất gia báo hiếu cho các em thiếu nhi đấy. Dạ. Là chuẩn bị đón cái dịp tháng 7 này ha thầy ha. Tổ chức xong rồi. À tổ chức xong luôn rồi. Ừ. Dạ. Mà từ 8 tới 15 tuổi. 8 tới 15 tuổi. Các khóa tu ở chùa thì có từ 300 tới 500 người tham dự. Trời. Số lượng quá là đông luôn. Thì dự định của chùa thì sau khi mà cất chánh điện chính thức thì dạ, sẽ tổ chức cho khoảng 1-2 ngàn người tham dự. Wow. Còn vì sức chứa của chánh điện tạm hiện nay thì khoảng 400-500 thôi. Dạ. Cho nên mình cũng giới hạn cái số lượng đăng ký. Dạ đúng rồi. À. Vậy là cái khóa tu thường thường có diễn ra thường xuyên không thầy hả? Thì theo kế hoạch của chùa thì một tháng mình sẽ tổ chức 7 ngày. Một tháng là 7 ngày. Ừ. Một tháng là tới 7 ngày luôn hả thầy? À, là nghĩa là mình tổ chức khóa tu một tuần đó. Dạ, một tuần. Ừ, 7 ngày liên tục. Dạ. Thì Phật tử khắp nơi trên cả nước sẽ về đây để ở lại đây. Dạ. À, và mọi chi phí ăn ở đồ này khác là chùa sẽ lo hết. Dạ, trời quá là quý luôn. Dạ. Các công vật này là mình nó là bằng hợp kim. Bằng hợp kim. À, chùa đặt ở bên Indo luôn. Ồ vậy là bên Indo hả thầy hả? Đúng rồi, Indo. Ồ. Đem về. Vậy là hợp kim là vừa nhôm, vừa sắt, vừa đồng hay đồ. Ừ, đúng rồi. Nó đúng rồi, nó nhiều loại đấy. Dạ, nó nhiều loại. Nhau dạ.
Vậy là so ra là chùa của mình là sử dụng khá là nhiều về các nguyên liệu từ Indo ha thầy ạ? Đúng rồi. Từ thì... đá nè, à, tới linh vật nè. Thật sự là linh vật này em mới thấy lần đầu luôn á. Ừ. Em quay cũng rất là nhiều nhưng mà em chưa có thấy linh vật nào mà nó... Còn phía bên này là tượng dạ. của Bồ Tát Di Lặc. Dạ, để em qua. Dạ. Dạ, và bên đây là... Nên là tượng Bồ Tát Di Lặc. Dạ, tượng Bồ Tát Di Lặc. Tượng này là tượng bằng đá nguyên khối. Đá nguyên khối. Đá nguyên khối. Đá này mình lấy từ đâu thầy ha? Đá này thì do Phật tử của chùa là Phật tử Giác Thanh Nhã dạ. tâm cúng dường. Trời ơi. Cho nên là khi mà cúng thì trở về đây thì dạ. thầy đón nhận thôi. Dạ. Còn cái việc mà đặt mua hay chất liệu hay như thế nào khác thì thầy cũng không có dạ mình cũng không có hỏi rõ cái đó ha. Tại vì Phật tử cúng thì cúng dạ. thì trở tới chùa luôn rồi thầy nhận. Vậy là cúng là đã điêu khắc luôn rồi hả thầy? Đúng rồi, thì nói chung là xong hết rồi đó, là xong hết trở rồi về đây thôi. Dạ, là cũng mới đây không thầy? Cũng cái này thì cũng tổng cái đế với là tượng là khoảng 54 tấn. Năm trời, nặng dữ vậy hả? Tại vì bằng đá nguyên khối. Dạ. Ồ, chắc nịch luôn á. Dạ. Còn ở đây là nãy là thầy nói là nơi mà tiếp đón những người tu học à? Đúng rồi, dạ. thì tất cả những người mà về đây tu học thì sẽ ở trong các tòa nhà này, dạ. tòa nhà này và tòa nhà phía bên kia. Dạ. Cái tòa nào là xây trước thầy? Tòa này hay? Tòa phía bên kia là xây trước, xong trước. À, tòa này mới xây sau này. À, cái về cái mặt khởi công á, thì hai tòa cách nhau khoảng 4 tháng. 4 tháng, dạ. Còn ở đây là tượng Phật Thích Ca phải không? Tượng Phật Thích Ca, dạ. bán thân. Bán thân, dạ. Chất liệu bằng đồng. À, vậy là bằng đồng luôn. Dạ, sau đó là mình sơn vàng lên thầy á. À, đúng rồi, nó phủ vàng lên. Ừ, phủ vàng. Dạ. Thầy có thể chia sẻ với em về cái công trình ở bên đây được không ạ? Tại em thấy cũng đã hoàn thành rồi nè. À, được. Công, thì dạ. Bên này thì, công trình bên này thì mình làm theo hướng là khi mà đi ra biển á. Ra biển, dạ. À, đi ra biển. Thì ở đây là mình có cái trục đường này là mình sẽ đi ra ngoài biển. Dạ, à, trục đường này là biển. Dạ. Vậy là coi như là khách có thể là đi đường này hoặc là đi cái đường bên kia hả thầy ạ? Đúng rồi, dạ. đi ra biển thì ở đây thì cũng hay người dân rồi Phật tử khắp nơi cũng hay đến để tắm biển. À, vậy là Phật tử là đi đường này cũng được hoặc người dân cũng đi đường này được. Được. Em thấy còn cái công trình chùa như là chùa Một Cột hay gì ngoài đó hả thầy hả? Ờ, à, thì mình đi hướng này ra nè. À, mình đi hướng này ha, dạ. À. Ở đây thì cái phía bên phải á, là mình trồng các cái cây sao, dạ. mình làm một cái vườn sao. Dạ. Đấy. À, cái này là cây sao. À, cây sao. Dạ. Còn bên đây này cây... là một vườn bồ đề. Vườn bồ đề. À. Dạ. Vườn cây sao bên đây. Là thì... đường này là ra biển được. À, vậy là biển này tắm được luôn thầy hả? Tắm được. Dạ. Tức là nó cũng khi mà biển lặng thì nó cũng trong. Dạ, trong luôn. Dạ. À, nhưng mà có nhiều người ta trong đục gì đục người ta càng thích nữa. Kiểu như là người ta nói là mình đi tắm bùn á. À, mình đi tắm bùn. À, dạ. Ta đi tắm bùn ta dạ. phải trả tiền á. Dạ đúng rồi. Còn có những người đó, có những người về cũng nói với thầy người ta thích tắm như vậy hơn. Dạ. À. Người ta thích đục hơn. À, kiểu dạ. kiểu như là tắm bùn vậy đó. Dạ, quá hay. À. Còn cái đây là những cái đá gì vậy thầy? Đây là đá để mình dựng cái tượng Quan Âm. Tượng Quan Âm, dạ. Tượng Quan Âm là từ những khối đá này ráp lại. Dạ. Thì tượng Quan Âm là cái phần đế là phần đế là cao 8 mét. Phần đế thôi đã là 8 mét rồi. Ờ, cái dạ. tượng á. Dạ, còn cái tượng. 32 mét. 32 mét. Cái đế 8 mét là vì sư phụ trụ trì là muốn làm theo cái dạng là biểu tượng dạ. của Phật giáo. Dạ. Nó mang tính chất là bát chánh đạo. Bát chánh đạo, à, hình ra thì chiều cao là 8 mét. Còn dạ. Ở trên là tượng cao 32 mét là gọi là tượng trưng cho 32 ứng hóa thân à, Bồ Tát. À, dạ. Đây. À, thì ra là ý nghĩa là như vậy. Đúng rồi. Dạ. Còn tượng thì cũng có ba tượng. Dạ. Ba tượng. Theo xoay theo ba hướng. Theo ba hướng. Nghĩa là một tượng lớn là ba ba mặt. Ba mặt. À, dạ, ba mặt.
xoay theo ba hướng. Wow. Giống như là ba cái tượng đứng luôn á. Dạ. Đâu lưng lại với nhau. Trời hay xoay quá vậy. Là ba hướng, một hướng ra biển. Dạ. Còn hai hướng thì vào trong. Dạ. Nó cũng mang cái nét văn hóa khác nhau. Dạ. Giống như là nét văn hóa của người Việt á, mang áo tứ thân đồ này khác đó. Dạ. Nó có cái nét văn hóa. À, rồi người Hoa. Ừ. Và người Khmer. Thì tùy theo cách nhìn, nhưng mà bên Khmer thì giống như kiểu là văn hóa của Bắc Trung Nam là chẳng hạn. Chứ còn cái người Khmer thì trong cái văn hóa, cái truyền thống Phật giáo của người Khmer không có biểu tượng của Bồ Tát Quan Âm. Dạ đúng rồi, quá hay. Dạ, thầy giải thích thì quá cái rồi. Cái tượng này là tượng cao, chiều cao là như vậy mà tải trọng là 3.900 tấn. 3.900 tấn? Khủng khiếp, nặng. Tại vì chất liệu là bằng đá thạch anh trắng. Đá thạch anh trắng, dạ. Đá này thường nó có đâu thầy hả? Đá thì cái công trình này là mình là sản xuất ở tại Trung Quốc. Trung Quốc, dạ. Rồi là nhập từ bên đó qua đây luôn. Đưa về bằng đường biển, rồi từ các lái mới chuyển bằng container á. Dạ. Là đưa về đây. Trời ơi. Là một mình đưa về bằng container đó. Dạ. Nó chất trong container rồi mình mới rút ra. Rút ra. Dạ. Rút ra. Thì dự kiến là khoảng tháng 8, tháng 9 là bên Trung Quốc người ta sẽ chuyển đủ đá về. Rồi bắt đầu người ta qua để đội ngũ kỹ sư của người ta sẽ qua để tiến hành làm việc để lắp ráp. Trời ơi, vậy so ra là để mà xây dựng một cái ngôi chùa mà có thể nói là hoàn chỉnh thì có phải nói là có rất là nhiều công sức từ nhiều nơi đúng không thầy? Đúng rồi, cái sự đóng góp của thập phương bá tánh, rồi chư tăng, rồi mọi yếu tố hỗ trợ của giáo hội, chính quyền, nhiều yếu tố để mà hình thành nên một ngôi chùa lắm. Cho nên nó cũng cần cái sự đóng góp của rất nhiều người. Tại vì về cơ bản là cái chùa lớn thì sẽ làm được lợi ích lớn. Tại vì khi mà mình tổ chức một ngôi chùa ở một ngôi chùa lớn thì cũng với là một vị giảng sư đó thôi. Nhưng mà mình một cái vị thầy đó thôi. Nhưng mà sẽ hướng dẫn tu tập được cho khoảng 500, 600 hoặc vài ngàn người. Tức là cùng một việc nhưng mà làm lợi ích được cho nhiều người hơn. Có nghĩa là nhiều người sẽ hiểu thêm đề đạo của mình đúng không ạ? Nhiều người sẽ tu tập và gặt hái được nhiều cái lợi ích trong vấn đề chuyển hóa thân tâm, phát triển trí tuệ. Rồi vậy là đây là chùa Một Cột. Đúng rồi, đây là cái công trình cái hồ Tĩnh Tâm. Hồ Tĩnh Tâm. Hồ này diện tích cũng khoảng gần 3.000 m². 3.000 m², chỉ là có một cái hồ thôi mà tới 3.000 m². Hồ này rộng. Được cái thiết kế lên cái hình từ trên cao nhìn xuống á, nó giống như là trái tim vậy. Trái tim. Nó có hình giống là trái tim. Dạ. Thì nó thể hiện cái trái tim ở trong đạo Phật nó không phải chú trọng ở mặt cái tình yêu của nam nữ mà là nó thể hiện cái tình thương, cái lòng từ bi đó. Cái tình yêu với tình thương nó cũng xem với nhau vậy. Nhưng mà trong đạo Phật là chú trọng với tình thương, bao la rộng lớn cho người thân, bạn bè và cho tha nhân. Đó là thể hiện mình có tình thương càng lớn thì mình mới giúp ích được nhiều người hơn. Hợp lý. Ủa còn tại sao mà cái mình quyết định mình xây là cái chùa Một Cột ở đây thầy hả? Tại vì mình không xây công trình khác. Cái chùa Một Cột là nó mang cái nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Cho nên là cái chùa mình làm cái chùa này là mô phỏng theo đúng nguyên bản. Của chùa Một Cột ngoài Hà Nội. Ở ngoài Hà Nội, Đó là một luôn không thầy? Đúng rồi, theo tỷ lệ. Theo tỷ lệ 1:1. Thì theo thầy thì đối với những cái công trình ở bên trong chùa của mình thì khoảng dự kiến khoảng bao nhiêu lâu thì mình có thể là xây dựng được hoàn chỉnh thầy ạ? Tùy theo từng hạng mục lớn hoặc nhỏ. Ví dụ như là cái công trình này thì khoảng một tháng nữa là hoàn tất. Thì nó cần có lợp mái ngói, rồi đắp phù điêu, rồi làm lan can hai bên cái cầu. Thì hoàn thiện cái cầu. Vậy là nếu mà đối với công trình chùa Một Cột này khoảng một tháng nữa.
Dạ. Còn những cái quạt gió ở ngoài này thì nó có tác dụng như thế nào thầy hả? Quạt gió đó là của bên điện gió. À, bên điện gió. Tại vì thấy thì nó gần nhưng mà tính ra nó cũng không có gần. À. Còn trong cái đất của chùa thì mình không có cái điện gió đó. À, nhưng vậy mà là cứ nghĩ là đứng nhìn thì nó giống như trong đất của chùa vậy đó. Dạ. Nhưng mà ra nó ở xa. Ừ. Dạ. Vậy là chúng ta có hai đường ra biển ha. Nhưng mà chắc em nghĩ thì chắc đi đường chùa thì nó dễ đi hơn ha. Chạy vô trong đây cái đường nó có sẵn á. Vậy là những cái xe lớn thường thường người ta có vô được không? Vô được, thầy hả? Vô được. Dạ. Thì khi mà tổ chức khóa tu ở chùa mình á thì dạ. Có nhiều mấy trăm người lắm mà. Dạ. Nên toàn xe 45 chỗ không à. Dạ. Xe 45 chỗ chạy về đây. Mà người ta tu hình như là em nhớ là có một lần em thấy tu là tu ở ngoài bờ biển cái gì đúng không thầy? Lúc mà học hay là như thế nào á? Đúng rồi, vì trong quá trình đó mình có tu tập ở trong chánh điện, ở chánh điện, dạ. Cũng đi thiền hành. Thiền hành quanh hồ rồi đi thiền hành ra biển rồi đó. À dạ. Là thiền hành đấy ha. Dạ. Rồi ra ngoài biển mình ngồi thiền. Dạ đó đó đó, em thấy cái hình đó ở trên mạng. Ừ, ra ngoài biển em rất là ấn tượng luôn. Vậy là tượng mẹ Quan Âm là sẽ được xây dựng lắp đặt ở đâu thầy? À đi phía bên này. Phía bên này. À, là chỗ đá đó ha. Em thấy có những cái đá ở bên đó. Trong cái đợt dịch vừa qua là chùa của mình làm tiếp nhận là khoảng được bao nhiêu người thầy hả? Dạ, 410 đó, 410 dạ. Bệnh nhân đó. 410 bệnh nhân. Vậy so ra là khu vực của mình thì cũng không có nhiều lắm ha. Tại nó chia điều ra của dạ. Các khu vực, thí dụ như là những cái chỗ nào mà điều kiện đồ nó khó khăn rồi đó dạ. Thì là khi mà hình thành nên cái bệnh viện dã chiến Quan Âm Đông Hải thì sẽ chuyển dạ. Những cái thí dụ như hết chỗ rồi phải tận dụng trường mầm non rồi trường cấp 1 rồi đó dạ, thì nó rồi. Không đủ điều kiện à. Nó khó khăn á à, dạ. Bắt đầu chuyển những cái nơi đó về đây. Ủa còn khi mà người ta bệnh lúc ấy khi mà về đây thì mình lo là lo thức ăn chay hay ăn mặn hả thầy? Vì theo cái quy định á, thì người ta ăn gì mình phải cung cấp đó à, dạ. Để đảm bảo về mặt sức khỏe. Dạ đúng rồi. À, chứ còn bây giờ nếu mà bắt vô ăn á, nhiều khi có người không có thích, người dạ. Có người không dạ, thích. Dạ đúng rồi. Tại vì đây là bệnh viện để điều trị. Dạ đúng. Chứ không phải là khó tu. À. À, dạ. Nên là người dân ăn gì thì mình phải hỗ trợ đó. Dạ đúng rồi. Ví dụ như ăn chay thì chùa sẽ nấu. Dạ. Còn ăn mặn thì chùa mướn cái bên ngoài á, à, cái dạ. Một cái đội ngũ về đầu bếp đó à, dạ. Để nấu. Nhưng à. Mà toàn bộ chi phí là chùa trả. Trời ơi, quá thì tốt luôn rồi. Thì sao ra bà con lúc mà dịch ở đây là vừa thoải mái ha. Mau khỏe dạ. Lắm, mà khi mà mau về khỏe. Đây là không có ai trở nặng. Dạ. Rồi rất là nhanh hồi phục. Trời ơi, vậy là quá mừng luôn. À, là 400 mấy người mà không ai trở nặng luôn. À, đúng dạ. Rồi. Còn đây là dạ cái này là gì ạ? Hai cái cây bồ đề này là do một Phật tử. Phật tử. À, Phật tử dạ. Cúng dường mà dạ. Nguồn gốc của hai cái cây bồ đề này là cái vị đó thỉnh từ chiết từ cái cây bồ đề ở Sri Lanka đấy. Sri Lanka. À, dạ. Là cái cây bồ đề ở Sri Lanka là dạ. Cái cây đó là cái nguồn gốc là nó lấy từ cái cây bồ đề ở Ấn Độ, dạ. Cái cây gốc á, à cây gốc luôn, à cây gốc dạ. Của thời Đức Phật luôn á, dạ. Đem về Sri Lanka, trời ơi, giờ quá quý rồi, rồi trồng lớn lên, dạ. Rồi sau này cái cây ở Ấn Độ á, dạ. Là bị tiêu diệt, bị tiêu diệt, à cái nghĩa là bị chết á, chết á, dạ, bị à, chết rồi, à, bị chết dạ. Nhưng mà không phải do yếu tố tự nhiên mà à, do dạ. Có một số người ta dạ. Phá đấy, dạ. Rồi sau này cái cây đó là chết đi rồi thì dạ. Người ta mới lấy cái một cái nhánh từ cái ở Sri Lanka dạ. Đưa về Ấn Độ lại và dạ. Bây giờ cây ở Ấn Độ nó cũng phát triển rất là lớn. Dạ. Thì cái hai cây này á là cũng là cái cây mà cái chiếc cái nhánh từ dạ. Sri Lanka. À, à cũng là F2 F3 gì đúng không à, của cái cây từ thời Đức Phật đó nghĩa dạ, là rồi. Có mối liên hệ. À có mối liên hệ dạ. Ừ. Thành ra hai cây này rất là quý là mình để ngay chỗ cái khu vực này. Đúng rồi. Dạ. Là hai cái khu vực này là trước mặt chánh điện chính thức luôn. Vậy là chánh điện của mình là sau này sẽ xây đâu ạ? Đây chánh điện chính thức là
Đó, là cái khuôn viên đó. Khuôn viên, à, đó, dạ, đó, à, đó. Là cái chỗ gạch đó ha. À, thấy gạch. Cái đường 33 đó đó. Dạ. Đó là để mà xác định vị trí của cái chánh điện à. Chính thức đó. Dạ. Còn tượng Phật đó là tượng Phật gì vậy thầy? Cũng là tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Dạ. Mà theo trong cái tư thế là bắt ấn là chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân. Dạ. Chuyển pháp luân. Dạ. Thì ở chùa thì thờ Đức Phật Thích Ca là ở ba hình tướng. Ba hình tướng. À, dạ. Gọi là lúc mà ngồi thiền á, lúc mà đắc đạo á, dạ. Là cái ấn tâm muội, ấn tâm này là ấn chuyển pháp luân, dạ. Mà gọi là giáo hóa chúng sanh á. Dạ. Còn ấn xúc địa, dạ. Là nó thể hiện cái tinh thần nhập thế đi vào đời. Dạ. Trời, nhiều thứ quá. Cái tượng Phật Thích Ca này cao bao nhiêu vậy thầy? Tượng này thì cao 5 mét không thầy? Nếu 5 mét là tính tính luôn cái tính đế. Luôn cái, dạ, tính luôn cái bể là cái là 5 mét. À. Dạ. Còn tượng thì cũng làm bằng đồng. Bằng đồng luôn. Dạ. Bằng đồng rồi mình nhũ vàng lên. À. Dạ. Còn cái khu bên đây là mình đang xây dựng gì vậy thầy? Cái khu bên đây. Cái nhà nhỏ nhỏ. Cái nhà đó là cái nhà gỗ. Dạ. Cái nhà gỗ đó là cái nơi để thầy chủ trì mỗi lần ở Sài Gòn về thành phố Hồ Chí Minh về để tổ chức có tu hoặc lễ thì ở lại. Còn hai bên giải nhà này là dành cho các Phật tử đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, là tu đạo với tu tập là sẽ ở đây. Đúng rồi. Dạ, là hiện tại là tối đa sức chứa của hai bên này là bao nhiêu thầy ạ? Là 600. Là 600, dạ. Tối đa. Là hai bên luôn ha. Ừ. Dạ. Vậy là một phòng trong đó khoảng được bao nhiêu người thầy ạ? Một phòng ở 6 người. 6 người, dạ. Ừ. Vậy là ở giống như là mấy cái giường tầng không thầy? Có tự tựa như vậy không? À, giường tầng thì không, giường tầng thì ở được 12 người. À. Nếu mà đặt giường tầng. Dạ. Thầy không. em thắc mắc ở phía sau này mình xây cái gì mà có ba cái ô dưới này thầy? Cái đó là cũng là nhà gỗ luôn. Nhà gỗ luôn à. Ừ. Vậy mình sẽ làm bằng gỗ. Nhà gỗ luôn, cái khu nhà gỗ được cái máy là làm theo cái biểu tượng của cái nón. Cái nón à, dạ. Thì khi mà trên cao nhìn xuống á, dạ. Thì sẽ thấy giống như là một cái dãy nón lá vậy đó. Nón lá à, dạ. Là những tượng Phật mình cũng sẽ đặt ở trong đó. À, không, cái nhà đó là để ở. À, để ở, dạ. Để ở, để quý Phật tử cũng là từ xa đến mà ở lại đồ này khác rồi đó. Dạ. Ở lại tham dự khóa tu rồi đó. Dạ. Còn cái khu vực chúng ta đang đi đó là khu vực nào thầy ạ? Thì khu vực là này là Quang Âm à? Sau này sẽ đặt tượng Quan Âm. Dạ, là chỗ nào thầy? À. Là cái mấy cái cọc này nè. Mấy cái cọc. Đó một cọc. Bữa đây có một cọc nữa nè. À, dạ, là cái cọc này. Cái cọc bên kia. Cái cọc bên đó đây. Là chu vi của cái tượng Quan Âm là trời ơi, bự khủng khiếp vậy hả thầy? Đúng rồi, nó bao gồm cái phần đế luôn. À. Khoảng cách mỗi cái cọc này hình như em thấy là hình như cũng khoảng cả 100 mét à. Dạ. Để chu vi như vậy. Trời ơi, vậy là ba tượng là Quan Âm cùng đặt ở trên cái bệ như vậy là bự khổng lồ luôn á. Đúng rồi, tại vì nó cao 40 mét. Dạ. Ví dụ như cái tòa này. Dạ. Cái tòa này là cao 19 mét. Cái tòa này có 19 mét thôi. À. Dạ, cái tòa nhà của mình. Đúng rồi. Có 19 mét thôi. Còn khi 40 mét là gấp đôi. Đó, nó gấp đôi tại khủng khiếp. Dạ. Còn hiện tại là đây là mình làm đây tạm là hay như thế nào thầy? Tượng mẹ cũng, tượng mẹ Quan Âm lúc cũng do Phật tử cúng dường. Dạ. Tượng thì bây giờ là cũng từ lúc mà đặt đá. Dạ. Thì cũng đã có bức tượng này rồi. À, dạ. À, thì bây giờ mình lúc trước là sẽ đặt ở ngoài biển á. Dạ. Bây giờ mình về vào đây để cho Phật tử thuận tiện chiêm bái đấy. Ủa, ngày trước là mẹ ở ngoài biển ha thầy? Đúng rồi. À. Thầy, sau này khi mà cất cái tượng Quan Âm chính thức lên thì sẽ dời tượng Bồ Tát qua tượng nhỏ này vào động Quan Âm. Vào động Quan Âm. À, động Quan Âm là làm sau phía sau của cuối của 12 con giáp. Dạ. Là sẽ dựng cái động Quan Âm. Ồ, dạ, là quá hay luôn. Là giống các như quá thân của Quan Âm sẽ ở trong động. À, cái là cái tượng nhỏ này sẽ đưa vào trong đó. Dạ. Ở đây là đúng là đây là một cái biểu tượng là này là nó hơi lai lai của văn hóa của người Khmer đúng không thầy? Nhân sư nè. Nhìn nó hơi khác khác tí.
Vậy là thầy là mình là quê ở đâu thầy hả? Thầy quê ở ngoài Huế. Huế à, à dạ Huế là gốc ngoài Huế. Dạ. Vào năm từ năm 18 tuổi. 18 tuổi. Đến nay là 35 tuổi rồi. Vậy là 17 năm rồi. Dạ. Nhưng mà thầy được luân chuyển hay là thầy muốn vào trong Nam này? Hồi đó là thầy vào đây để đi học công à, nghệ học, thông tin. Dạ. Dạ. Hồi đó thầy đi học công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin. Wow, vậy là thầy rành về các phương tiện truyền thông lắm rồi. cũng lâu rồi. Yeah. Rồi bây giờ hình như em thấy có một cái nhà xanh xanh bên đó là khu vực gì vậy thầy? Đó là chánh điện tạm. Chánh điện tạm. Dạ. Chánh điện tạm để trong quá trình mình vừa xong hai tòa nhà này thì mình tổ chức khóa tu á, Phật tử sẽ vào trong đó. Vào trong đó tụng kinh, ngồi thiền. Dạ. Rồi nghe giảng pháp. Dạ. Lễ lại. Dạ. Rồi cũng ăn cơm ở trong đó luôn. Ăn cơm trong đó luôn. Dạ. Còn những cái đá này là cái gì mà mình phải đậy lên như vậy vậy thầy? À, cái đá là đá là lan can. Đá lan can ha. Đá lan can. Dạ. Còn cái đậy lại đó là cái gỗ. Gỗ. À gỗ. Của cái chánh điện á. Dạ, gỗ chánh điện. Thì cái chánh điện của mình là nó có một sàn. Một sàn. Ừ, một sàn ở dưới là bê tông. Dạ, bê rồi tông. Trên cái bê tông đó mình sẽ dựng cái chánh điện bằng gỗ. Dạ. Còn ở dưới là sẽ làm cái hội trường. Hội trường, à, dạ. Hội trường. Còn đó gỗ mình đã mua về sẵn rồi. Dạ. Thì sau khi mà cất cái sàn, một sàn bê tông xong á, sẽ cho dựng lên. Dạ, à, quá hay. Mình đậy lại để bảo quản mưa nắng thì nó... Vậy nếu, so ra mà nếu mà để xây dựng một cái công trình mà chùa của mình được đầy đủ, so ra nó tốn rất là nhiều thời gian và kinh phí phải không thầy? Đúng rồi. Dạ. Thì tùy theo sự đóng góp của Phật tử khắp nơi mà mình làm nhanh hay chậm, nó tùy theo sự hỗ trợ. Dạ. Vì chùa là của thập phương bá tánh ủng hộ mà. À dạ. Quá là quý. Vậy là ở đây nếu mà so ra như vậy là mình có 100 phòng như vậy. Dạ, 100 phòng thì chứa được 600 người. Thì nhưng mà theo tinh thần của chùa thì làm được ngang đâu là sử dụng ngang đó, đem phục vụ cái lợi ích ngang đó, tức là tổ chức tu học tụng kinh rồi. Dạ. Ở đây đem em thấy là phục vụ cho các cái mục đích đem đến cái lợi ích cho cộng đồng đấy. Dạ đúng, dạ đúng, quá hay. Ở đây em thấy là nhà vệ sinh phải không thầy? Đúng rồi, cái đó là nhà vệ sinh. Dạ. Cho ra là cái này cũng không có thể thiếu khi mà xây dựng xong đúng không ạ? Đúng rồi. Cái đó thì cũng xong rồi, cái nhà vệ sinh. Dạ xong rồi ha thầy. Nó còn cái phần còn gì điêu nữa. À. Ví dụ như nó cũng có những cái biểu tượng mang cái nét văn hóa đó. Dạ. Thì cũng đang kiếm cái đơn vị để người ta xuống làm, tại vì cái đó nó đòi hỏi các cái nghệ nhân á, chuyên á. Dạ. Chuyên về đắp phù điêu. Đắp phù điêu, dạ. Con mát, đồ đao rồi con lươn rồi đó. À, dạ là ở trên đó ha. Ở trên cái mái phải không ạ? Dạ. Chúng tự tựa giống cái trên đó đó. À dạ. Các cái biểu tượng về mặt văn hóa Phật giáo đó. Dạ, là giống như trên đó. À. Còn tượng này là tượng gì ạ? Tượng này là Đại Danh Y Lê Hữu Trác. Dạ. Lý do mà có tượng này là chùa cũng chùa Giác Ngộ cũng có một cái chi nhánh. Dạ. Là chùa Hải Thượng Lãng. Hải Thượng Lãng Ông á. Dạ, Hải Thượng Lãng Ông. Ở ngoài Nghệ Tĩnh á. Dạ. Vậy là ngày xưa là Danh Y này là cứu rất là nhiều người đúng không thầy hả? Đúng rồi. Dạ. Thành ra là mới được người dân là tôn thành Danh Y đúng không ạ? Dạ. Lê Hữu Trác. Thì ngoài đó là có một chùa. Dạ. Là nơi giống như là cái nơi tổ đình của cái vị này vậy đó. À, tổ đình. À. Dạ. Thì cho nên là chùa đó cũng thuộc chi nhánh của chùa Giác Ngộ. À. Tại vì chùa Quan Đông Hải này cũng là chi nhánh chùa Giác Ngộ. Dạ, cho nên thường tòa trụ trì mới là lấy hình cái biểu tượng của cái vị này nè. Dạ. Đem mỗi nơi đặt một. À, dạ rồi, em hiểu rồi. Rồi bây giờ chúng ta xem chánh điện tạm ha. Dạ. Ở đây có một quả chuông đặt ở ngoài cái cây. Dạ. Chuông rất là dễ thương luôn. Wow. Cái này là cái chung để mà tới giờ ăn hay tới giờ thức rồi tới giờ tụng kinh đó, dạ. Đánh báo. Dạ.
Ủa mà thầy, em thắc mắc là tại sao ở đây chúng ta có tới 3 tượng Phật mà không phải là một tượng ạ? Thì như anh thầy đã trình bày là tượng ở chùa là tượng Phật nhưng mà ở ba tư thế khác nhau. Ba tư thế à? Tư thế à? Tức là nói tư thế là ở cái ấn tướng của bàn tay á. Ấn tướng bàn tay. Cũng là ở cũng ngồi nhưng mà ở giữa là ấn tam muội. Ấn tam muội. Lúc mà Đức Phật tu tập dưới cội bồ đề á, là biểu tượng lúc mà Đức Phật giác ngộ. Giác ngộ. Là cái tay để như vậy. À, đúng rồi. Dạ. Cái... Còn ở bên trái này. Tay phải bên trái á, là cái ấn mà có một cái bàn tay nó kiểu như là nó hướng xuống đất. Hướng xuống đất. Gọi là ấn xúc địa. Xúc địa là ý nghĩa như thế nào thầy ạ? Nghĩa là nó mang tinh thần tiếp xúc. Tiếp xúc là mình tiếp xúc với mặt đất đấy. Dạ. Là mang tính chất là mình nhập thế. À, nhập đi thế. Vào đời. À. Là biểu hiện tinh thần nhập thế của Đức Phật á. Dạ. Đi vào đời để cứu độ chúng sanh. Wow. Dạ, còn cái bức bên cuối cùng bên đây ạ? Cái bàn tay đó là biểu tượng của ấn chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân, chuyển pháp luân. Có nghĩa là như thế nào ạ? Chuyển pháp luân là mình có vấn đề là mình đem Phật pháp mình giáo hóa mọi người đó. Vấn đề hoằng pháp. Dạ, có nghĩa là mình nói chuyện với mình ví dụ như một người nào đó mà muốn biết đến đạo Phật hay muốn biết cái phương pháp tu tập thì chuyển hóa thì cần cái sự hướng dẫn đó gọi là cái sự hoằng pháp thì cái biểu tượng đó là biểu tượng chuyển pháp luân. Dạ. Vậy là đối với chánh đường tạm này của mình có sức chứa khoảng được bao nhiêu người thầy ha? Thì sức chứa thì 400. 400. Vậy là cũng rất là đông luôn. Và hình như em thấy đây có bàn ăn nữa là mình cũng dùng đây để ăn luôn hay sao thầy? Thì khi mà tổ chức khóa tu mình sẽ bỏ bàn rồi sắp bàn sắp ghế ra. Dạ. Sắp ghế ra. Tới giờ ăn là mình sắp ra. Tới giờ ăn rồi hay là tụng kinh đồ này khác, còn cái giờ lễ lại thì dẹp đi. Nhưng mà để phục vụ cho khóa tu. Dạ. Còn hiện tại thì thời điểm mà chưa tổ chức khóa tu thì mỗi ngày quý thầy với Phật tử ở đây tụng kinh. Dạ. Thì khoảng 30 người, 40 người thì không cần sắp cái này ra. Trời ơi, tới 30-40 người luôn. Thì là cũng quá là đông. Phật tử á, khi cao điểm là như vậy. Dạ. Phật tử quanh đây nè. Dạ, rồi, quanh đây. Rồi chư tăng. Dạ. Những người ở công quả trong chùa. Dạ. Thì mỗi ngày đều tụng kinh. Dạ. Vậy là còn cái khu vực mà nhà bếp của mình là phía sau này thầy ạ? Đúng rồi. Là cũng là nhà bếp tạm thôi luôn hay là sau này là tức là nhà bếp chính thầy? Nhà bếp sau này là nơi này là khi mà xây dựng chánh điện rồi á, thì cái chỗ này là thành nhà ăn luôn. Chỗ này là sau này sẽ trở thành nhà ăn. Cái bếp này cũng là chính thức rồi á. Dạ, vậy là chính thức rồi. Còn bên đây là gì thầy? Cái đó là kho chứa vật tư. Cái kho, dạ. Rồi, em hiểu rồi. Dạ. Ủa phía sau là cái nhà lá đó là chỗ nấu ăn hả thầy? Cái nhà lá đó là để ngày xưa là các cái đội thi công về đầu tiên á, người ta cất cái nơi để cho nghỉ ngơi ha, nghỉ ngơi với xây dựng. Nhiều khi ta có người thì phát tâm ăn chay nhưng mà có người không ăn chay thì cũng có cái nơi để người ta nấu ăn, ở lại nghỉ ngơi. Ủa thầy, đối với những cái tượng Phật như vậy thì có chiều cao là bao nhiêu mà em thấy to quá thầy? Chiều cao cái này cũng khoảng 2,5 m. 2,5 m. Dạ, là mình chưa tính cái đế ha. Dạ. Nặng bao nhiêu tấn thầy? Cái này thì không có nặng, mà ba bức tượng này bằng đá hay bằng composite? Composite, dạ. Thì chùa nó ba bức tượng này là cái đặc trưng của chùa, hệ thống chùa Giác Ngộ của Thượng Tọa Thích Nhật Từ là chủ trì đó. Dạ. Là các cái chi nhánh thì đều có những cái bức tượng như vậy. Mà mình có khuôn sẵn rồi. Dạ. Khi nào cần á, chỗ nào cần thì đúc theo cái khuôn đó. Dạ, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Tại vì em cũng có thấy những cái tượng này ở một chùa là chùa như là chùa Châu Đốc thì phải. Châu Đốc 3 ở thành phố. Em nhớ con máng gì không biết đúng không? Dạ. Thế thì sau này là mình làm cái ở đây thì chỉ là cái vườn ươm cây thôi. Dạ, vườn ươm cây. Là cây bông hả thầy ha? Hay là những cái cây rau ăn? Bông. Bông, bông. Bông, rồi đủ loại cây cối để mình chăm sóc cho nó tốt á. Dạ. Mình mới đem
các cái khi là có lưỡi lược rồi đó mình mới đem ra phía trước rồi các cái vị trí tượng này khác để mình trang trí. Ở đây em thấy là trồng nha đam với cây bông giấy rất là nhiều. Em nghĩ là trong cái dịp xuân sắp tới là bông giấy này nở đẹp lắm nè. Thì bông giấy nó dễ sống, phù hợp. Chứ ở cái vùng đất này thì cũng kén chọn các cái loại cây lắm. Vì đất ở đây là đất nước mặn. Nhiễm mặn á. Đất nhiễm mặn, dạ đúng rồi. Ra chúng ta cũng lựa. Nước thì nó cũng nhiễm phèn. Dạ. Cho nên là mình trồng được nha đam thôi. Nó cũng trồng được nhưng mà nó cũng kén đó. Tức là mình muốn trồng tốt thì cũng phải tốn công sức chăm sóc nhiều. Dạ đúng rồi. Ủa vậy rồi cái nguồn nước ngọt thì mình lấy từ đâu ạ? Hiện tại thì sử dụng bơm từ giếng lên. Ôi, vậy là mình đào giếng. Rồi mình có cái hệ thống đẩy qua cái hệ thống xử lý. Xử lý nước á. Dạ, vậy cũng đang rất là cực khổ thầy ha. Đang khá là vất vả. Khu vực nấu ăn là trong đây thầy ha. Rồi khu vực nấu ăn thì nó cũng đúng rồi. Thì coi như em cũng đã chia sẻ xong với coi như là rất là may mắn khi mà gặp được thầy hướng dẫn và chia sẻ chi tiết về chùa Quan Âm Đông Hải ở tại Sóc Trăng này. Thì thầy có thể cho em về cái số điện thoại để cho anh chị em cô chú bác ở xa người ta muốn đóng góp về chùa để ủng hộ cùng chung tay với thầy xây dựng chùa để cho hoàn thành nhanh hơn á, thì thông qua số điện thoại nào thầy ha? Về cái đóng góp thì đóng góp trực tiếp vào tài khoản của thầy Thượng Tọa Trụ Trì. Đó là sư phụ của thầy đó. Vậy là phải thì thầy là số điện thoại mấy ạ? Nó có thông tin về em thấy hình như cũng có website luôn á. Facebook thấy thích ở bên chùa của mình đó. Thích Nhật Từ. Trang web thì trang web Đạo Phật Ngày Nay. Đạo Phật Ngày Nay. .com hay là .vn ạ? Vô đây đứng cho mát rồi thầy. Giờ ngay thời điểm buổi trưa luôn rồi, nắng dữ lắm cả nhà. Đạo Phật Ngày Nay.com. Đạo Phật Ngày Nay.com. Đó là trang web. Còn số điện thoại ạ? Số điện thoại thì khi mà muốn về đây tham quan hay gì á thì ở lại rồi thì liên hệ với thầy qua số điện thoại là 090 990 999 999 2207 2207. Số cũng rất là dễ nhớ. Thầy là thích thích gì ạ? Thích Ngộ Hưng Tuệ. Thích Ngộ Hưng Tuệ. Ủa, thầy là một trong những cái người có pháp danh mà tên bốn chữ, em mới biết luôn á. Đa số là em thấy pháp danh tên ba chữ là nhiều. Thì theo mỗi nơi á. Thì theo mỗi nơi, ví dụ như là đệ tử nhiều quá thì đặt thêm chữ để cho nó không bị trùng lập á. Đúng rồi. Ủa vậy cái đó mình có lựa chọn được không thầy? Nếu mà tên pháp danh. Pháp danh thì do sư phụ đặt. Thì sư phụ thấy mình như thế nào đó. Thì đặt cho một cái pháp danh nó phù hợp. Chứ cái đó mình không lựa được hen. Mình tu sĩ, mình đi tu là mọi chuyện nó cũng tùy nhân duyên á. Dạ đúng rồi. Là thầy tu từ năm 18 tuổi à? Không, từ xuất gia từ năm, thầy tu năm 21 tuổi. 21 tuổi, dạ. 21 tuổi, dạ cũng mười mấy năm rồi. Vậy là thầy có số điện thoại của thầy Thích Nhật Từ không? Thì có cái có cái website rồi đó. Là trong đó có hay sao ạ? Có cái thông tin đầy đủ nhưng mà ví dụ như là nó có số tài khoản á. Số tài khoản là ngân hàng nào? Tên tài khoản là Trần Ngọc Thảo. Trần Ngọc Thảo. Thích Nhật Từ. Thích Nhật Từ. Số tài khoản là 0171 003 003 471 369 369 Ngân hàng Vietcombank. Vietcombank. Chi nhánh Tây Sài Gòn. Tây Sài Gòn, dạ. Còn số điện thoại ạ? Số điện thoại. Dạ. Số điện thoại là 0908 0908 153 153 160 160. Dạ rồi. Cảm ơn thầy. Số điện thoại của Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Dạ. Trụ trì chùa Quan Âm Đông Hải. Dạ. Quá là hay luôn.
Một lần nữa thì cảm ơn thầy rất là nhiều, thầy Phó Chủ Trì đã chia sẻ rất là tận tình cho em và anh chị em, cô chú bác ở trong và ngoài nước được biết tới về ngôi chùa Quan Âm Đông Hải của mình đang trong cái quá trình xây dựng và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Thì một lần nữa thì chúc thầy ha có thêm nhiều sức khỏe và có thêm nhiều người được biết tới về ngôi chùa của mình, để sau này mà bà con có ai đi ngang ở tại chỗ này là huyện xã nào thầy ạ? Ở đây là ấp Huỳnh Kỳ. Ấp Huỳnh Kỳ. Xã Vĩnh Hải. Xã Vĩnh Hải. Thị xã Vĩnh Châu. Thị xã Vĩnh Châu. Tỉnh Sóc Trăng. Tỉnh Sóc Trăng. Dạ. Thì ở đây là nó thuộc về khu du lịch Hồ Bể. Khu du lịch Hồ Bể. Dạ. Về là chúng ta chỉ cần định vị Google Maps là khu du lịch Hồ Bể là sẽ đi tới được cái chùa Quan Âm Đông Hải của mình. Thì chùa của mình thì phát triển là mình sau này nó sẽ có cái hướng là mình vừa là nơi tu học, dạ. Vừa là cái trường học, trường học, rồi là cái nơi để làm viện dưỡng lão, viện dưỡng lão nè, cô nhi viện, dạ. Đó là nơi để ngoài vấn đề tu học tâm linh, Phật tử tham quan bản cảnh rồi, dạ. Nó còn phục vụ các vấn đề giáo dục, dạ. An sinh xã hội, là cái mô hình của mình là nó phát triển nó như vậy. Ồ, cho nên là thầy nói cái thời gian nó như vậy là tại vì nó có rất là nhiều cái hạng mục, dạ, với cái diện tích 18 hecta, dạ. Đó là mình tập trung để đem đến cái vấn đề cải thiện đời sống, sức khỏe, dạ. Tâm linh, trí tuệ, tri thức, dạ. Cho người dân ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long này, quá người có hoàn cảnh khó khăn, dạ. Đó là cái định hướng lâu dài của chùa. Dạ. Rồi em cảm ơn thầy nhiều lắm nha. Rồi chúc thầy sức khỏe và hy vọng sẽ gặp lại thầy trong khoảng thời gian gần nhất. Rồi chào tạm biệt thầy. Dạ. Cảm ơn anh chị em, cô chú bác đã bỏ thời gian theo dõi video của Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh chúc anh chị em, cô chú bác xem video vui vẻ. Thì cái nhà nhớ khi nào có đi ngang thị xã Vĩnh Châu ha, thì cái nhà hãy ghé đến thăm chùa Quan Âm Đông Hải. Một lần nữa thì cảm ơn anh chị em, cô chú bác rất là nhiều. Chúc anh chị em, cô chú bác ăn lành và hạnh phúc. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo.